Còn một cái nữa ở trên tủ ấy. Sao cho đôi găng tay? À thôi đây rồi. Tay tay tay. Trong đây có mà, trong kia có hai cái sao, trong góc trong ấy. Đấy là nick mới của tao hay sao ấy? Thị Lan là nick ngày xưa đầu tiên của em ấy. Không, nick con nhà, nick này nhà đây, nick con nhà này này. Nick Thị Lan đấy cũng nhiều lắm. Nick Thị Lan đấy là dùng đợt trước. Đầu tiên là dùng nick này, xong rồi không dùng. Xong rồi không dùng nữa. Mẹ ngày xưa mình học kinh tế, mình phải tham gia những cái hội như thế ra ạ.
sang cho đôi găng tay. À thôi đây. Tinh bản thân là giống người Tâm Bình nói không có cơ hội được nhầm đâu rồi.
cứng nhỉ. Chẳng hiểu em lại yêu, tránh xa xôi.